Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở bài tập toán lớp 5 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm là kết số 3 trang 71. Đặc tính là tính 7,8 ta nhân cho 0,06. Sáu nhân 8 là 48, biết 8 ta nhớ như 4. 6 nhân 7 42, 42 với 4 là 46. 1 2 1 2. Hai chữ số phần đặc phần. 3,15 ta nhân cho 14. 4 nhân 5 20 với 0 ta nhớ 2. 4 1 4 với 2 6. 4 3 12. 5 1 là 5. 5 nhân 1 là 1. 1 nhân 3 bằng 3. Này 0, cái này 11. 4, này là 4, 1, 2. 1, 2. Đánh cho phải đây. 6,3 ta nhân cho 0,57. 7,3, 21, viết 1 ta nhớ 2. 7,6, 42. 42 với lại là 2 nữa là 44. 5, 3, 15, viết 5 ta nhớ 1. 5, 6, 30, 30 với 1 là 31. Này là 1, cái này là 9, cái này là 5, cái này là 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Này, cái phần thập phân là 1 chữ số, 2 chữ số, 3 chữ số này. Nó qua trang tiếp theo. Bài số 2, điền dấu lớn, dấu bé hoặc là dấu bằng. 6,3 nhân 3,7. Bài này 3,7 nhân 6,3 như bằng nhau. Cái này là phép nhân và phép cộng, nó có tính chất giao hoán. Giao hoán có nghĩa ta hoán đổi vị trí nó thì cái tích nó không thay đổi. 4,6 nhân 3,5 nhân 2. Bài này là nhân hết, bài này cũng nhân hết nhưng mà cũng đều có giống nhau. 4,6 bài này cũng 4,6, bài này 3,5, bài này cũng có 3,5, bài này 2, bài này cũng có 2. Và bên này cũng nhân hết thì bằng nhau. Cái này là tính chất gọi là kết hợp. 1,5 nhân 5,6 nhân 4. Bên này cũng nhân hết. Như vậy bên này có tích. 1,5 bên này có 1,5. 5,6 bên này có 5,6, 4 bên này có, bên này có 4 bằng nhau. Tính bằng cách thuận tiện thì thường thường người ta sẽ áp dụng hai cái tính chất cơ bản là tính chất giao khoán và tính chất kết hợp. 6,7 nhân 4 rồi nhân cho 2,5. Như vậy chữ này thì chúng ta thấy là ngay chỗ này là 2,5 mà nhân cho 4 là bắt đầu nó trùng 10, trùng chục á. Giờ 6,7 ta nhân cho 4 rồi ta nhân cho 2,5. 6,7 chúng ta ghi lại nhân hai cái này nhân nhau là bằng 10. Hai cái này nhân nhau thì bằng là 6,7. Cái này ta lấy là 0,01515 nhân cho 8 nhân cho 8 thì nó sẽ bằng là nhân cho 8 thì nó bằng 1. 0,125 nhân 8 rồi nhân cho 4,3. Hai này nhân nhau là bằng 1, nhân cho 4,3 là bằng là 4,3. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3. Biết rằng phơi 1 kg quả hồng tươi thì được là 0,165g quả hồng khô. Hỏi chú Dũng phơi 60 kg quả hồng tươi thì được là bao nhiêu kg quả hồng khô? Thì ở đây thì chúng ta thấy là rằng là 1 kg tươi thì bằng bấy nhiêu ký khô. Như vậy bây giờ là 60 kg tươi thì bao nhiêu ký khô, thì ta lấy 60 ta nhân con số này. Số kg hồng khô có là ta lấy là 0,165 ta nhân cho 60 bằng là 9,9 kg.
Đáp số là 9,9 kg. Chúng ta qua tiếp theo là bài số 4. Cô Hòa mua 4 kg cải bắp hết 36.000 đồng. Cô Bình có 150.000 đồng. Cô mua 2 kg cải bắp cùng loại đó. Hỏi cô Bình đã. Cô Bình có đủ tiền để mua 1 kg thịt lợn với giá là 130.000 đồng hay không? Bây giờ chúng ta xem lại nè. Cô Hòa là mua 4 kg cải bắp hết 36.000. Cô Bình thì mua thì cô Bình thì có 150.000 đồng mua 2,5 kg cải bắp cùng loại. Như vậy chỗ này thì chúng ta sẽ đi tính coi 1 kg chỗ này được bao nhiêu. Rồi ta nhân cho 2. À, nhân cho 2. À, 2 phải, mua 2,5. À, 1 kg chỗ này là bằng bao nhiêu, ta nhân cho 2,5. Tại vì cái này là mua 2,5 kg chứ không phải là mua 2 kg. À, ta nhân lên. Rồi ta lấy số tiền này ta trừ cho cái số tiền này coi còn lại bao nhiêu. Người ta so sánh với cái chỗ này. Và trước tiên chúng ta sẽ đi tính là số tiền một ký cải bắp là số tiền 1 kg cải bắp là 36.000 đồng ta chia cho 4 là bằng là 9.000. Đồng 1 kg. Rồi ta nhân cho 2,5. Số tiền cô Bình mua 2,5 kg cải bắp là 9.000 một kg, mà ta nhân cho mua 2,5 bằng 22.500. Rồi ta tính lấy số này ta trừ số này coi còn bao nhiêu. Số tiền của mình còn lại là 150.000 trừ cho 22.500 bằng ra là bằng là 127.500 đồng. Như vậy thịt một ký thịt lợn là 130.000, như đây có 127.000 nha, 500 à, như vậy là thiếu nha. Đây là cô Bình không đủ tiền để mua 1 kg thịt lợn vì 130.000 lớn hơn 127.000. À, 127.500. Đáp số không đủ tiền. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.